Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình có một câu ca dao muốn tặng các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Anh em chung một mái nhà, quan tâm giúp đỡ, chan hòa yêu thương. Một câu ca dao rất là hay nói về tình cảm của anh em trong gia đình đúng không nào? Trong một gia đình, anh em phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn lẫn nhau, không đánh nhau, không được quát mắng nhau hoặc là dỗi nhau chẳng hạn đúng không nào? Rồi, hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau để khám phá được phần 1 của bài số 9 chăm sóc và giúp đỡ em nhỏ rồi. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng mình thực hiện tiếp phần còn lại là phần luyện tập và phần vận dụng nhé. Ở phần luyện tập chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 bức tranh. Đề bài yêu cầu của chúng ta là quan sát tranh và nhận xét xem việc nào nên làm, việc nào không nên làm và giải thích vì sao. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu từng bức tranh một nhé. Ở bức tranh thứ nhất, em bé bị khóc này. Vì sao em bé khóc nhỉ? Vì người chị ở đứng đằng sau kéo tóc em, rứt tóc em đúng không nào? Theo các bạn đây là một hành động nên hay không nên? Không nên đúng không nhỉ? Hành động này không nên nhá. Như làm thế này thì em bé sẽ bị đau đấy. Tiếp tục sang số 2. Em bé khóc, cũng khóc. Và người anh đã làm gì nhỉ? Ôm vào lòng vỗ về em, an ủi em là em ơi đừng khóc nữa. Rồi đừng khóc nữa, một lát nữa anh sẽ làm cho em đúng không nào? Đây là một người anh rất là tốt. Và chúng ta cùng nhau dành một tràng vỗ tay để khen ngợi hành động của người anh nhá. Chúng ta sẽ phải học theo nhá. Ở hình ảnh số 3 là hai anh em đang tranh giành một món đồ chơi đúng không nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ không nên học tập theo hành động này rồi. Phải biết nhường nhị đồ chơi với em nhỏ. Hình ảnh số 4 là nhường đồ chơi cho em. Hình ảnh số 5 là chải đầu cho em. Hình ảnh số 6 là quan tâm em xem em có bị sốt không đấy. Mình thấy người chị ấy đang sờ chán của người em đấy. Kiểm tra xem em có sốt hay không đúng không nào? Tiếp theo là phần vận dụng nhé. Ở đây có bức tranh là em bé đang khóc mẹ. Và nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì khi em của mình khóc? Các bạn sẽ làm gì khi mình có một người em và em đang khóc về mẹ nhỉ? Các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình biết ở phần bình luận xem là cách mà các bạn sẽ xử lý trong trường hợp này như thế nào nhé. Rồi, thời lượng của kênh hôm nay đã hết. Chúng ta đã hoàn thiện xong toàn bộ phần bài tập bài số 9, trang 26 và 27 rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.